Tưởng nhớ dâu trắng, vì sao nói bố già là hải tặc đặc biệt nhất One Piece? Nhắc đến hải tặc huyền thoại trong One Piece, chúng ta có thể kể ra hàng loạt những cái tên như là Rock, Roger, Zayli, Siki, v.v. Nhưng mà trong toàn bộ những người ấy, có một nhân vật đặc biệt hơn tất cả. Ông sống một cuộc đời không giống ai cả, có một tư tưởng độc nhất vô nhị, cho đến khi chết thì vẫn rất khác bọt. Đó thì không ai khác chính là Edward Newgate, mà chúng ta hay gọi với cái tên thân thuộc đó là bố già đấy. Hôm nay để tưởng nhớ lại người đàn ông vĩ đại ấy, mời anh em hãy cùng mình đến với một video đặc biệt, tìm hiểu xem rằng tại sao càng biết được nhiều bí mật trong One Piece thì chúng ta càng thấy dâu trắng chính là hải tặc đặc biệt nhất nhá. Ấn một like nếu anh em là fan của ông già gân này và ghét cô thôi nào. Không muốn trở thành vu hải tặc. 99% hải tặc trên thế giới này ra khơi vì One Piece. Không một ai không muốn trở thành vu hải tặc. Thậm chí ở thời đại cũ, khi mà chưa ai biết về sự tồn tại của One Piece, thì các tai to mặt lớn như Rock, Siki, Big Mom cũng rong buồm để thực hiện mưu đồ bá chủ đại dương. Còn dâu trắng thì sao? Ông không cần One Piece, cũng không muốn trở thành vu hải tặc. Cho dù Roger có nài nỉ hết lời thì bố già vẫn sẽ chờ ê chê. Ngay từ khi mà còn rất trẻ và bắt đầu cuộc sống hải tặc nhá, Newgate tham gia các trận chiến một cách năng nổ và mang kho báu về cho thuyền trưởng. Tuy nhiên, ông lại tỏ ra không hứng thú gì với nó mà chỉ ngồi thơ thẩn nhìn mặt biển thôi. Các đồng đội thấy điều bất thường như thế thì luôn thắc mắc rằng một hải tặc mà không muốn kho báu, vậy ngươi ra khơi làm gì, Newgate? Ông chỉ nhẹ nhàng cười và bảo để tìm một gia đình. Sau khi trở thành một trong những kẻ mạnh nhất biển cả, dâu trắng là hải tặc duy nhất sánh vai được cùng với Roger. Thậm chí mình có thể khẳng định với anh em rằng nếu dâu trắng muốn làm vua hải tặc thì cũng chả tới lượt Roger. Đơn giản vì người duy nhất đọc được văn tự cổ chính là Oden, chính là một thuyền viên của ông đấy. Sau khi Roger trở thành vua hải tặc và tự mang bản thân đi bán cho hải quân, dâu trắng được biết đến rộng rãi với niềm tin là vua hải tặc đời tiếp theo. Ông hoàn toàn có khả năng làm được việc ấy một cách dễ dàng, nhưng mà không, bố già chỉ chu du khắp nơi với đám con mà cũng chẳng thèm quan tâm gì đến One Piece hay là Two Piece cả. Tức là không dưới hai lần, người đàn ông này từ bỏ chức vị vua hải tặc đã dâng đến tận miệng. Thử hỏi trên thế giới này làm gì có người thứ hai như vậy được không anh em? Xuất thân bình dân. Nếu nhìn vào những tứ hoàng của 2 năm trước và hiện tại, anh em sẽ thấy một điều rằng họ đều có xuất thân hoàn cảnh cho việc trở nên mạnh mẽ. Chúng ta có thể kể đến như là xanh tóc đỏ, mang dòng máu Thiên Long Nhân và từng tập sự trên tàu của Roger. Tít có cơ thể đặc biệt và tập sự trên tàu của dâu trắng. Kaido mang dòng máu Oni và được chiến đấu từ nhỏ. Big Mom chẳng biết vì sao trở nên mạnh khủng khiếp. Còn thằng bên Luffy nhà ta thì khỏi cần nói rồi, vừa con ông cháu cha, vừa được tập luyện nhiều, vừa được ăn trái ác quỷ top 1 server nữa. Thậm chí đến cả Buggy thì hắn cũng có xuất thân tương tự xanh nhá. Chẳng qua là bản thân chú hề này quá phế mà thôi. Riêng về bố già, xuất thân của ông là hoàn toàn thua thiệt so với những cái tên bên trên, nhưng sức mạnh thì hoàn toàn là không thua kém. Nếu không muốn nói là vượt trội hơn tất cả đấy. Từ nhỏ, Newgate đã là một đứa trẻ mồ côi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, quê hương của ông bị chiến tranh và hải tặc tàn phá. Và đương nhiên rồi, ông chỉ là một cậu bé bình thường, không được ăn trái ác quỷ, càng không có dòng máu chủng tộc đặc biệt. Điều đó chứng tỏ hành trình từ cậu nhóc mồ côi cho đến bá chủ biển cả là khó khăn hơn rất nhiều lần so với hành trình của anh em chúng ta, theo dõi Luffy đã trở thành tứ hoàng. Nếu được ấy, mình thực sự rất là muốn Oda ra mắt thêm một bộ tác phẩm bên lề mang tên rằng Tiểu thuyết về dâu trắng, để đề cập đến việc ông bắt đầu ra làm hải tặc ra sao, ăn trái ác quỷ như thế nào. Nói chung là tất tần tật mọi thứ về bố già nhá. Được vậy thì dù có nhịn ăn sáng cả tuần, mình cũng sẽ nhịn để có tiền mua. Còn anh em thì sao? Liệu có hứng thú trước điều đó hay không? Comment bên dưới để cho mình biết về nhá. Có liên minh hùng hậu nhất. Tại Aquano, chúng ta đã biết được rằng bằng tặc Bách Thú cùng với toàn bộ liên minh có khoảng 30.000 thành viên. Bằng tặc Big Mom cũng rơi vào đâu đó khoảng 10-20.000. Đại hạm đội Mũ Rơm 5.600.
Dâu đen thì chưa rõ nhưng mà chắc tầm khoảng 30.000 đấy. Crush Grill khoảng 10.000. Riêng xanh thì không đáng nhắc đến lắm vì liên minh của anh toàn sao quả tạ thôi. Tổng cộng số người trong những liên minh hải tặc bên trên lại thì chúng ta có 30.000 cộng 20.000 cộng 30.000 cộng 10 cộng 5.600 sẽ rơi vào đâu đó khoảng 95.600 thành viên. Và mình có thể tự tin tuyên bố với anh em rằng con số này vẫn chưa so được với liên minh của băng dâu trắng thời đỉnh cao nhất nha. Cụ thể thì theo một vài thông tin bên lề cùng với các bài tính toán bại não của những nhà phê cần học Nhật Bản, họ đã tính ra được con số hải quân tham gia trận chiến Marineford phải ở tầm 15 vạn, tức là 150.000 người cho đến khoảng hơn 20 vạn. Trong khi ấy thì băng dâu trắng lại chiến đấu không hề thua kém về mặt quân số nhá. Một hải tặc trên tân thế giới trung bình cũng chỉ mạnh ngang một lính hải quân tinh nhuệ thôi. Tức là tỷ lệ cao, liên minh bố già thì cũng phải rằng tầm 100.000 người trở lên. Mặt khác, trên Reddit thì mình lại tìm được số liệu cho rằng 43 tàu chiến của bố già chỉ có khoảng hơn 50.000 người. Nhưng mà thôi, dù sao thì cũng không biết chính xác được, cho nên chúng ta cứ lấy con số lớn hơn cho nó phê anh em ạ. Quay trở lại với con số 10 vạn nhá. Từ trước đến nay, chưa có bất kỳ một liên minh hải tặc nào sở hữu quân số khủng khiếp như vậy. Nhưng mà đáng nói hơn nữa là bố già thu phục họ không phải bằng sức mạnh, cũng không phải vì lợi ích, mà là vì tấm lòng của ông. Bất kỳ ai trong liên minh, ông đều xem như là con của mình, cho nên trong vòng 20 năm, gia đình dâu trắng đã phát triển đến con số không tưởng. Tuy nhiên cái gì thì cũng có rít và có rát nha. Trong số hàng trăm hàng ngàn người đông như vậy, vẫn có vài con sâu làm dầu nồi canh. Điển hình chính là Squa nhện xoắn. Khứa này trước đây gây sự với Roser, từng bị ông truy đuổi để xin cái tay. May là được bố già thu nhận nên vua hải tặc mới tha mạng cho đấy. Thế mà sau này chỉ vì nghe lời từ phía hải quân, hắn đã phản bội người bố trong suốt hơn 20 năm luôn yêu thương mình. Tuổi đời thì cũng già dặn rồi, chứ có phải là non kém kinh nghiệm gì đâu hả anh em. Thực sự phải nói là ngu quá mức quy định đấy. Không có chữ đi trong tên, nhưng mang ý chí của đi. Tên đầy đủ của bố già là Edward Newgate, không hề có chữ đi trong tên, chứng tỏ ông không thuộc dòng tộc đi đang ẩn mình trong dòng lịch sử. Tuy nhiên theo những gì đã thể hiện thì dâu trắng có thể nói là đang mang ý chí của đi đấy. Đầu tiên là ông có tư tưởng thời đại, bố già biết sự quan trọng của lịch sử, kính trọng giáo sư Clover, anti sự cai trị của bọn Thiên Long Nhân và đặc biệt là thân thiết với cư dân người cá, chủng tộc gắn liền với sự bí ẩn của thế kỷ trống. Ngoài ra nữa, theo lời của Marco thì anh đã từng được nghe dâu trắng kể về Runarian. Ông còn biết họ đã từng sinh sống trên Red Line và có thể sử dụng lửa làm vũ khí nữa. Tại sao bố già lại biết điều này trong khi thông tin về Runarian được chính phủ xem là tuyệt mật nhỉ? Chỉ có thể là định mệnh mà thôi. Sau khi Roger trở thành vua hải tặc, hai người đã có một bữa nhậu tại vườn hoa đào đẹp như tiên cảnh. Tại đây, họ đã nói về mọi bí mật trên thế giới, nào là Joy Boy, vũ khí cổ đại, chữ đi trong tên, thế kỷ trống, vân vân và mây mây. Điều đó đồng nghĩa với việc dâu trắng là người duy nhất biết được sự thật về One Piece mà không cần gia nhập băng Roger. Rõ ràng một người nắm giữ nhiều định mệnh như thế chỉ có thể hơn chứ cũng không hề thua kém những tộc nhân đi. Nhưng mà nếu xét về tầm quan trọng trong dòng lịch sử, đúng không nào anh em? Mà mình còn có một giả thuyết lởm nữa, nhưng mà cũng có thể không đúng, nhưng rất thú vị. Anh em thử nhìn vào tên của bố già mà xem nhá. Nó là Edward Newgate và bất ngờ chưa bà già, lại có một chữ đi nằm ở giữa. Có lẽ nào tên thật của ông là Edward D. Newgate, giống như cái cách mà Goldie Roger đã bị ghép thành Gold Roger vậy. Nghe thì cũng thú vị lắm chứ nhở. Dâu trắng không tuyển kẻ mạnh, ông tạo nên kẻ mạnh. Tất cả các thuyền trưởng hải tặc trên thế giới này đều muốn băng của mình mạnh hơn, bá đạo hơn và có vị thế cao hơn. Cách để họ thực hiện việc ấy thường là chiêu nạp càng nhiều kẻ mạnh vào băng càng tốt. Chúng ta có thể kể đến như là Kaido chạy khắp nơi tuyển mộ nhân tài bằng cách gõ vào đầu chúng rồi mang Wano bỏ tù. Xanh lặn lội đường biển xa xôi tìm gặp Yashop vì danh tiếng. Chỉ có dâu trắng là đi ngược lại con đường ấy thôi. Bởi vì ông không tuyển kẻ mạnh mà là tạo nên kẻ mạnh. Ngay từ khi mới thành lập băng hải tặc, thay vì đi tìm những tai to mặt lớn trên thế giới thì bố già lại đi du hành khắp nơi để cưu mang những đứa trẻ mồ côi lên tàu. Tất cả những đội trưởng trong băng bao gồm Marco, Yoshu, Vista, vân vân và Mây Mây. Khi mà gia nhập băng ấy, chỉ là một thằng nhóc lóc cóc thôi đấy anh em ạ.
Tức là anh em thử tưởng tượng mà xem nhá. Vào khoảng thời gian ấy, bố già phải chăm sóc cho hàng chục đứa trẻ, vừa lo ăn, lo mặc, lại còn phải bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm nữa. Dần dần nhờ vào sự huấn luyện của ông thì chúng ta mới có Phượng Hoàng Bất Tử Marco, Kim Cương Joju hay là Hoa Kiếm Vista ngày hôm nay. Về trường hợp của Oden, đồng ý rằng dân chơi Kozuki là một nhân vật rất mạnh nhưng mà dâu trắng đâu có thèm thuồng thứ ấy đâu. Oden phải năn nỉ suốt vài ngày rồi trải qua đủ loại thử thách cuối cùng mới được chấp nhận cho lên tàu ấy chứ. Đặc biệt nhất phải là A, dâu trắng có tình cảm với Hỏa Quyền kể từ bài báo. Hải tặc A từ chối trở thành Thất Vũ Hải. Sau đó thì ông đã chiêu mộ, huấn luyện, thậm chí ai nhìn vào cũng biết rằng bố già muốn đào tạo A trở thành vua hải tặc tương lai. Chẳng qua là vì dùng năng lực lửa cho nên số phận Hỏa Quyền mới bị đen mà thôi. Cái chết oanh liệt. Tính đến thời điểm hiện tại đã gần 1.100 chapter của One Piece trôi qua với vô vàn những sự hy sinh đáng tiếc. Tuy nhiên mình dám cá rằng không một cái chết nào oanh liệt và vĩ đại như bố già cả. Cụ thể thì trước khi thất bại, ông đã phải đánh với ba đô đốc, hàng chục phó đô đốc, toàn bộ băng dâu đen. Ông thì với một cơ thể mang trọng bệnh mà lại còn bị xiên một phát trước ngực. Để dễ so sánh thì dù huyền thoại hải quân Gáp cũng không thể cho bò đến mức ấy đâu. Khi mà cận kề tử thần, bố già không hối hận, không nuối tiếc mà thay vào đó là giúp người anh em Roger khẳng định một lần nữa về sự tồn tại của One Piece. Bản thân ông hiểu rõ rằng mình là người của thời đại trước và không có con thuyền nào được ông đưa đến thời đại sau cả. Nói chung là ông đã sống một cuộc đời không có gì hối tiếc. Rõ ràng là hoàn toàn vĩ đại hơn so với pha rơi núi lửa của Big Kai, đúng không nào anh em? Và rồi, đó là những lý do khiến mình nghĩ rằng dâu trắng là hải tặc vĩ đại và đặc biệt nhất ở trong thế giới One Piece. Nếu anh em còn biết thêm được yếu tố nào nữa thì đừng quên comment bên dưới để chúng ta sẽ cùng nhau đảm đạo nhá. Bây giờ thì cùng đến với góc bình luận thôi nào. Đầu tiên là bạn Hoàng Tuyên, đố ai tìm được một cô gái ngực lép ở trong One Piece. Aisha, cái này thì cũng khó nhưng mà thật ra thì cũng là dễ nhá. Hoàng hậu Otohime này, con ả Thiên Long Nhân đi cùng Charlotte này, Sugar này, với cả là Okiku nữa nha. Một bạn giấu tên, Luffy có thể thổi to bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể nên gái mới thích. Nghe thì cũng hơi đà đà, bù rủ nhưng mà cũng hợp lý phết đấy. Bắp thêm Haki nữa thì đỉnh của núi luôn bạn ạ. Tiếp theo là bạn Bình Trần, Bonnet thích Sanji rồi. Tính ra cô nàng Bonnet này thì cũng hơi rắc rối rồi nha. Đầu tiên là có một mối lương duyên với anh rổ này, sau đó thì vô tình gặp được Sabo và trò chuyện với nhau rất hợp cạ. Tại Exit thì cùng tắm với Luffy, hiện tại thì khen Sanji nức nở, đúng là bó tay chấm com mà. Và cuối cùng nếu như mà anh em muốn lên TV giống ba bạn may mắn bên trên, đừng quên để lại cho Samsoi một like, một đăng ký kênh, cũng như comment bất cứ điều gì mà mọi người muốn nói về Samsoi nhá. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye!